Xin chào các bác nhá. Hôm nay thì hàng của tôi cũng là về đang về rất là nhiều, chính vì vậy là cũng quay lên để giới thiệu cho các bác luôn các cái hàng đang về sẵn tại kho nhé, để anh em nào mà cần mua sản phẩm nào thì có thể comment để chúng tôi sẽ báo giá cho các bác. Ok, đầu tiên là chính là cái bộ khẩu của hãng Elophot. Thì cái bộ này mã sản phẩm của nó này 16 1446, nó tương đương với 46 chi tiết mọi người nhé, 46 chi tiết đấy. Ok, rất là nhiều. Hãng Elophot là hãng thương hiệu con của Elora của Đức. Đấy, cái bộ này là về hai bộ 1446. Tiếp theo là một bộ nó lớn hơn. Thì như cái bộ này là mã là 1494, thì nó sẽ bao gồm 94 chi tiết ở trong này. Hôm sau chúng tôi sẽ giới thiệu review cụ thể từng sản phẩm sau. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu chung thôi, là các cái mã hàng nó đang về thôi. Ok. Đấy. Tiếp theo là một bộ tô vít của Elora của Đức mọi người nhé, bao gồm có 6 cây. Mã sản phẩm của nó là 583S6 mọi người nhé, 583S6. Đấy. Tiếp theo là kéo cắt ống nhựa MCC, kéo cắt của MCC nhé. Mã sản phẩm là JPC37 này, con này nó cắt được đường 37. Đấy. Về 3 cái. Tiếp theo là đây là một cái bộ mũi khoan inox, mũi khoan thép của Elora Đức. Rồi, thì những cái bộ này thì tôi sẽ giới thiệu review cho anh em cụ thể như thế nào sau. Đấy, ok chưa? Sẽ có video cụ thể giới thiệu cho anh em sau nhé. Còn hôm nay tôi sẽ chỉ ấy thôi, giới thiệu sơ qua thôi. Tiếp theo là một cái bộ mũi khoan, mã sản phẩm là 1361S25, 25 mũi của ống của Elora. Đây là cái bộ đột của hãng Elora, mã 285S8. Đấy, và đây là các cái chiếc búa của nó, cũng là của Elora Đức, hàng về rất nhiều. Đấy. Tiếp theo đó chính là thước của Stabila, thước thủy mọi người nhé. Đây, về rất nhiều luôn, toàn là made in Germany nhé. Thế mã sản phẩm này 80AS, về rất nhiều, thì sẽ làm video cụ thể cho anh em sau. Tiếp theo nữa là các chiếc cờ lê của hãng Elora sản xuất tại Đức mọi người nhé. Cờ lê hai đầu rất là nhiều size thì chúng ta về đây thì tôi sẽ tiếp theo là các cái thước lá của hãng Vonnegut cũng sản xuất tại Đức luôn. Đây, thước này là thước đo khe hở mọi người ạ. Chiếc đèn có thể hưởng các cái kích thước khác nhau. Tiếp theo là nút thử điện của hãng Elora sản xuất tại Đức, thì tôi sẽ review con này sau, cũng khá là hay và rẻ tiền, anh em có thể mua được, sắm được. Một chiếc thước 10m của Stabila. Stabila là thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức, chuyên về làm cái thước thủy và các cái loại thước như thế này mọi người ạ. Tôi sẽ giới thiệu sau. Ok, tiếp theo là một cái Nivo Mini. Nivo Mini này thì cho anh em nào chuyên về làm các cái vít của lúc mà chúng ta bắn các cái con vít nhỏ nhỏ, thì làm cái con này nó rất là khá là đa năng và chuyên dụng, chịu trò về rất là nhiều luôn mọi người nhé. Nivo Mini. Tiếp theo là thước của Vonnegut 5mm, rất nhiều, thoải mái anh em đặt hàng. Đấy, theo cái này là gì đây? Cái này là búa kỹ thuật
vẫn là búa mọi người nhé. Tiếp theo là các thước căng của hãng Bonghel. Đấy, về rất nhiều. Vật này chúng tôi để kho rất là sẵn hàng rất là nhiều cho mọi người đấy nhé. Tiếp theo là một con kìm rút Rive mà 462 của Elora. Kìm rút Rive. Đây là tiếp tục là búa này. Các loại kích cỡ size khác nhau. Bộ kỹ thuật hai đầu. Bộ đầu bi đây là bộ lục giác của Elora. Những cái bộ lục giác made in Germany. Mọi người nhé, chúng tôi sẽ review sau. Tiếp theo đây là cái gì? Đây vẫn là những bộ lục giác nhưng mà cái bộ này là bộ đầu sao. Mã sản phẩm của nó là 162 SLTS. Chúng tôi sẽ review cụ thể sau. Còn đây là cái bộ 159 SKU. Đầu sao nhưng mà cái loại này nó đây không phải một đầu sao mà là một cái bộ lục màu. Tôi thấy cái bộ này rất là hay của hãng Elora Đức. Đấy, nhìn khá là đẹp, màu để giúp phân biệt các cái kích cỡ kích cỡ của nhau. Đấy, tôi sẽ review cụ thể sau. Các chiếc thước lá của Bonghel rất là dài. Thế tiếp theo nữa là vẫn là các bộ lục của Elora. Wow, rất là nhiều đồ. Các chiếc tô vít nhỏ của Elora, tô vít lùn. Thước căn lá rất nhiều. Anh em đến kho thì xem mắt. Đấy, thước về rất là nhiều, thước của Bonghel nhé mọi người nhé. Theo là cái gì đây? Những cái thước của Elo, của Bonghel. Thước của Bonghel 3m. Sẽ giới thiệu cụ thể sau. Thì nó có rất là nhiều loại mọi người nhé, từ là inox rồi là từ các vật liệu khác nhau, chúng tôi đã order đầy đủ hết. Lại là thước. Thế tiếp theo thước này, cái gì đây? Cái này là cờ lê để mở các cái dầu của piston của Elora made in Germany luôn. Theo đây là cái bộ đột của Elora. Đây là kìm khóa chết của Elora này, mã 502250 này. Đây là kìm bấm cốt này, mã 466A16, bấm cốt 16. Thước. Đây là thước. Đây này là cái gì đây? Cái này là bộ đột số mọi người nhé. Đột số này thì tôi về rất là nhiều cỡ khác nhau, từ 8 đến 10 sao ấy, đủ hết các cỡ luôn. Thước dây, thước cuộn. Đây, đó là đột số này. Đột số quá là nhiều, hàng về ngập kho này. Đột. Để xem một sản phẩm gì thú vị giới thiệu cho anh em luôn. Vẫn là các cái thước. Về rất là nhiều luôn. Made in Germany thì những con này có từ tính đến từ tính này, bằng đất hiếm rất là bền
và hút 500 siêu khỏe, bảo hành 10 năm về cái độ chính xác. Ok, mã sản phẩm này 70-M đấy, 5 cái. Tiếp theo là các cái loại thước của Vongel. Thước Vongel như bọn này chắc mỏi hết cả miệng chưa hết. Còn đây là các cái loại thước thủy khác nhau của Stabila mình này nhé. Thì nó có các cái kích cỡ khác nhau, còn một bộ này là 80 ASM 60cm, đầy đủ hết các loại kích cỡ này, 60 này, 80, 100 hay là 200 đều đủ hết, rất là nhiều. Đấy, ngoài ra Elora chúng tôi còn để thêm rất là nhiều kích khác nhau. Đây là cái bơm mới của Elora này, mã 385. Đây là cái bộ, đây là bút thử điện của nó, về rất nhiều bút thử điện nhé, giá thì kệ như cho. Đấy, cái này là gì đây? Cái này là bộ hộp sao. Bút, tiếp tục là bút thử điện, bút thử điện ở đây là nhiều, cực kỳ nhiều. Còn đây là chiếc cân lực 3/8 của Elora, cân lực điện. Đấy, các cái bộ đục sao, bút thử điện này, các cái bộ mũi vít của Elora Đức cũng về. Đây là cái bộ gì đây, đây là chỉnh, chắc là lại đột. Đây là cái bộ cờ lê của Elora. Cái này được giá hết rồi. Bây giờ quá nhiều hàng tôi không thể mở ra hết được, các anh em thông cảm nhé. Còn video chi tiết từng sản phẩm chúng tôi sẽ lên review sau. Đây là cái bộ lục giác 14 chi tiết từ 1.5 đến 14 của hãng Elora, mã 159S 14M, sản xuất tại Đức. Đây là các cái bộ mũi vít của nó này. Đây là bộ hộp mũi khoan. Đấy, đây là các cái bộ mũi vít. Tiếp theo là các cái thước thủy của Stamina, có ba cái thước thủy, ba cái bọt thủy, và nó có thêm một cái túi để đựng như này nữa, khá là xịn sò. Tất cả đều là hàng của Đức hết mọi người nhé. Tiếp theo vẫn là bộ mũi khoan này, cái búa này, Elora, các cái thước Nivo nhưng mà nó bằng điện tử đều có hết, sẵn kho hết mọi người nhé. Nivo điện tử. Tiếp theo là các cái bộ đột răng, đấy. Và đây là các cái bộ lục. Tiếp theo là các bộ lục. Ngoài ra thì còn có các cái kìm sản xuất tại Đức như thế này, cũng về hạn sẵn hàng luôn, tất cả đầy đủ mọi thứ cho anh em. Ok, hiện tại thì nó cũng khá là nhiều, tôi chỉ review qua là như thế thôi. Thì anh em nào quan tâm thì có thể qua showroom của HC Tool ở liền kề 32 ngay ở ngã tư Hạ Trì nhé, để xem hàng nhé. Ok, chào anh em nhé.